Chào mọi người, hôm nay em sẽ lên cho mọi người một cặp sinh sản cực kỳ, một cặp chó được cái cực kỳ là rẻ nhé. Con màu vàng cháy ấy là con cái này, thần kinh cực kỳ là căng luôn. Mặt rất là to luôn, lên một tai đầu thủ nó to lắm mọi người ạ. Còn con đen tuyền đây là con đực này. Đây, con vàng cháy này là nó không hề có tật lỗi gì nha mọi người nhá. Đây mặt rất là to, lên tai rất là đẹp mà thần kinh nó căng lắm. Còn cái con đực đen tuyền này, này là em có tìm hộ khách của em ấy thì em bắt ngoài, mà hôm đấy em cũng chủ quan quá, bắt một cặp đực cái mà lúc gọi video với người ta xem ấy thì lại xem con này nó chỉ ngồi không thôi, mình không để ý nó đi lại nên là không biết, về đến nhà mới thấy chân cẳng nó như thế này. Thì nói chung là em cũng là lão làng trong cái làng chó Malinois này, mua chó nhiều mà cuối cùng là vẫn chỉ vì sơ hở chủ quan một tí mà cũng bị người ta lừa bắt hộ khách, xong cuối cùng về thấy như thế này là đấy, cuối cùng là người chịu lại là mình. Đây chân nó bị sập bán hết cả chân trước chân sau rồi mọi người. Nó đi, nói chung là vẫn đi lại bình thường ấy mọi người nhá. Con này thì bây giờ nó phải 10 11 cân ấy, đen tuyền hết. Mặt nó mõm hộp, đầu thủ rất là đẹp luôn. Mỗi tội là chân tay nó như thế này, và ở đây thì em không có thời gian để vực mà gửi về cho nó chạy nhảy nhiều vào này và truyền canxi nhiều vào ấy, thì khả năng là sau này thì nó vẫn sẽ lên nhá. Con này thì em để vía thôi cho mọi người thôi, các anh mà thích nào về nuôi trông, có nghĩa là nó không chạy nhanh được thôi chứ nó vẫn có thể đi lại được này mọi người này. Đấy, nên là sale vía cho mọi người thôi, là em anh nào mà bắt ấy thì con này thì về thì các anh chịu khó chạy nhảy là bồi bổ bồi dưỡng cơ thể nó và cho nó bổ sung canxi vào nhé. Đây cái mặt này mọi người nhìn cái mõm này, mõm hộp luôn ấy, đầu gấu kinh khủng luôn. Còn con cái này mặt cũng rất là đẹp này. Đấy nên là sale rẻ là bé cái này cho mọi người là 2,9 triệu này, và con đực này là vía là 800.000 nhá mọi người nhé. Các anh nào mà thích con này mà đen tuyền này chính ra, mà đợt này đen tuyền cực kỳ là hiếm và giá rất là đắt luôn này. Luôn đợt vậy ố xong tụt mất rồi. Như đây, mọi người nhìn này, xem là anh nào mà bắt được cả cặp thì tốt. Đây bé cái 2,9 triệu, còn con đực là 800.000 nha. Nói thật với mọi người là bán thế này là em lỗ to chẳng được gì đâu, nhưng mà cái này là do sơ hở chủ quan của mình, là mình cũng bị lừa ấy. Và ở đây là cũng không thể chăm, không có chỗ để cho nó chạy nhảy được cho nó lên chân ấy. Thì mọi người ai mà anh nào mà thích rẻ ấy mà mình nuôi trong nhà trong vườn ấy thì có thể đón nó về để chăm nó nhé. Nó chạy nhảy nhiều và được bổ sung canxi đúng cách thì khả năng sau này nó vẫn lên chân được nhé cả nhà. Con này, con vàng cháy này, con cái này rất là đẹp luôn. Thần kinh nó căng lắm. Mặt nó cũng đẹp. Rồi, anh nào thích thì liên hệ cho em ạ. Xin chào mọi người.